Bây giờ là 11 giờ 45 đêm các bạn. Bây giờ mình sẽ ra sân bay Regina để đón một gia đình mới qua các bạn. Này gió dữ ta. Hôm nay mình đón cái hai vợ chồng này các bạn, hai bạn trẻ này là du học sinh các bạn, vợ là du học, chồng đi theo các bạn, vợ đương đơn hồ sơ đi học tại Saskatchewan, thành phố Regina này các bạn, đại học Regina này. Thì kế hoạch thì ngày hôm nay thì mình sẽ đón bạn tại gia đình bạn tại sân bay Regina, xong sau đó mình đưa vợ bạn bạn đó đó về trường đại học để cách ly 14 ngày. Tại vì vợ nó chưa có chích đủ hai mũi vaccine đó các bạn, mới có một mũi thôi, cho nên là theo quy định bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Còn 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 bạn đó thì còn bạn bạn đó, đó là chồng á, thì mình sẽ đưa về nhà mình ở một tuần lễ các bạn, ở một tuần lễ. Trong tuần lễ đó thì sẽ đi kiếm nhà và thuê các bạn. Thuê nhà xong rồi sau đó là hai vợ chồng sau 14 ngày là sẽ chính thức về ở căn nhà mà đi thuê các bạn. Nhiệt độ hiện tại bây giờ bên ngoài đang là tầm khoảng âm 4 độ C các bạn. Fahrenheit like tầm khoảng gần chục độ thôi. Nên là tối nay thì nhiệt độ cũng tương đối ổn, không có lạnh lắm ha. Thường bữa thì ban đêm thì từ khoảng mười mấy độ C, bây giờ thì khá ổn các bạn, tương đối ấm ha. Trời không có tuyết, cũng trời thì không có tuyết, đường xá thì cũng khô ráo các bạn, đi đứng nữa cũng thuận tiện. Giờ này xe bus còn chạy nè. Mấy bữa nay thì nghe nói là sân bay Regina rất là đông các bạn, rất là đông, do là họ mở chuyến bay rất khá nhiều các bạn, và dân nhập cư đổ về Regina cũng khá đông, cho nên là sân bay Regina nó khá nhộn nhịp. Để tí xíu mình tới mình xem như thế nào nha các bạn, cái gì mình sẽ quay cho các bạn xem sân bay Regina nha. Mình đã vào đến sân bay Regina rồi các bạn. Đây là cái bãi đậu, cái đây là cái sticker đậu xe các bạn. Cái sticker này nó sẽ đếm giờ, các bạn. Giờ mình sẽ kiếm chỗ đậu và vô mình chờ các bạn đó nè, mình đón rồi ha. Sân bay này bãi đậu xe chật kín lắm xe nha các bạn,
thì có nghĩa là đông lắm nha các bạn. Rồi, welcome to Regina. Đây là quang cảnh cái sân bay Regina lúc 12 giờ đêm nha các bạn. Xe đón thân nhân đậu tấp nập nha các bạn. Cũng khá nhiều xe ha. Dài đâu kìa ha. Ôi, sao mình không chạy đi mình đậu chạy. Đi bộ xa thế nhỉ. Chà dở phải đây là chỉnh được chỉnh kia các bạn. Không sao, hai chồng có bốn kiện thôi. Đây là xe đậu đón người thân ở chuyến bay này các bạn. Lấy hành lý các bạn. Đây là quang cảnh đón thân nhân ban đêm này các bạn. Đông không? Ai qua từ Regina thì qua tới Regina thì phải bước qua cái cầu thang này các bạn, cái thang cuốn đó các bạn. Đi xuống chỗ đó. Thì chuyến bay đang đáp xuống đây. Theo mình thấy thì ngày hôm nay có khá nhiều người đón thân nhân ở đây các bạn. Theo mình quan sát thì người Việt chưa có ở đây. Không có thấy người Việt mà thấy Philippines này các bạn. Ấn Độ là nhiều các bạn. Và một số người địa phương ở đây đón người thân các bạn. Đi thẳng lên luôn em, đi thẳng lên trên luôn. Là khu ký túc xá của trường đại học Regina University. Nằm trên đường Wascana các bạn. Đây là đưa vợ vào trung tâm này để cách ly 14 ngày các bạn. Hôm nay trời có gió nhiều các bạn. Có gió, nhiệt độ bên ngoài thì không lạnh lắm nhưng mà gió vô nó khó chịu quá. Hai bạn mới qua này thì cũng chưa quen nhiệt độ cho nên là vợ của bạn thấy lạnh. Giờ hai chồng vô đó làm thủ tục nhận phòng rồi, check in. Lại thêm một cặp vợ chồng sang tới Canada thành công các bạn. Đi đường du học các bạn. Hai chồng này còn rất là trẻ và chưa có con cái gì hết á. Thì mình thấy
cách đây khoảng một tháng trở lại đây thì mình thấy có 4-5 cặp gia đình là hai vợ chồng trẻ và chưa con cái gì trơn cũng đi qua du học các bạn, đi cùng lúc như thế này các bạn, thì đó cũng là dấu hiệu tốt, lâu dấu hiệu tốt ha.